Xin chào các bạn, sau đây linh kiện laptop tin cậy 100 sẽ hướng dẫn các bạn cách tháo nắp và thay màn hình cho laptop Lenovo IdeaPad Z50cg. Cụ thể của con này nó là Z5070. Đây, bị vỡ màn hình. Thì hiển nhiên ban đầu khi mà ta thay màn hình thì ta phải tháo pin ra trước đã. Với màn hình Z5070 này thì màn hình muốn thay màn hình người ta phải tháo được cái nẹp B. Nhưng mà nẹp B nó không có ốc, con ốc nào cả nên người ta cứ vậy ta bóc ra thôi. Thì cách bóc của nó thì là bóc từ trong ra ngoài. Từ trong ra ngoài. Rồi, như vậy là ta đã tháo được mặt C ra. Mặt B. Bây giờ là để tháo được màn hình ra thì ta phải tách màn hình ra khỏi mặt A. Thì nó gồm có 4 con ốc này, 1 2 3 4, ta sẽ tháo 4 con ốc này ra. 1 2 Rồi, như vậy là ta đã tách được phần màn hình ra khỏi mặt A. Bây giờ ta sẽ tiến hành tháo cáp. Rồi, bóc phần băng keo lên và đẩy phần cáp về đằng sau. Rồi, như vậy là ta đã tháo được cáp ra. Tại sao cáp nó bé vì con này đang sử dụng màn 15.6 chuẩn kết nối là 30 pin. Đấy. Rồi, ta tháo được màn hình ra rồi. Màn hình mới, hôm nay là ngày 10. Đây, bây giờ là cách lắp cáp vào màn hình. Thì bây giờ ta quay gần lại thì ta sẽ thấy như sau. Bản quay rất là gần vào. Đấy. Thì chỗ này có một cái điểm chấm nhỏ xíu, mình hơi khó nhìn này. Đây, điểm chấm nhỏ xíu. Đây. Đấy. Làm sao cái điểm chấm này, hai điểm chấm này nó phải trùng vào hai cái điểm chấm này. Đấy, như vậy là bây giờ ta sẽ tiến hành lắp này. Đấy, ta giữ nguyên nhá, giữ nguyên máy quay. Đây. Đấy. Mình đây, như vậy là cái điểm chấm này đã trùng vào chấm này và điểm này đã trùng vào đây rồi. Như vậy là phần cáp nó đã kịch vào rồi. Tức là nó đã nắp khớp. Rồi, như vậy là mình đã nắp khớp. Bây giờ ta sẽ sử dụng băng keo. Ok, nguyên máy nào. Hai tay giữ căng băng keo. Rồi, như vậy là cái phần băng keo người ta dính chắc vào cái phần cáp này.
mục đích là cho cáp nó không bị là xê dịch, không bị xê dịch cáp nó không bị lỏng đấy. Rồi. Ok. Bây giờ ta sẽ lắp 4 con ốc này để kiểm tra lại xem. Rồi bây giờ ta lắp pin và kiểm tra xem mà màn hình đã lên chưa. Rồi, như vậy là màn hình đã lên rồi. Đấy. Bây giờ ta sẽ zoom zoom màn hình để xem là cáp có vấn đề gì không hay màn hình có vấn đề gì không. Giờ như vậy màn hình chạy ổn. Ok. Như vậy nhiệm vụ còn lại là ta cần lắp mặt B này thôi. Đây. Chú ý là trước khi lắp mặt B này, ta quan sát xem dây đã đi đúng chưa này. Thì vừa rồi là dây của mình đã đi khớp vào rồi. Là ta sẽ lắp mặt B vào. Rồi, như vậy là lắp xong được mặt B rồi. Như vậy là việc tháo lắp và thay màn hình cho laptop Lenovo IdeaPad Z50-70 đã hoàn thành. Để biết thêm thông tin chi tiết thì các bạn là tham khảo trực tiếp tại website bàn phím laptopviet.vn hoặc là tham khảo tại fanpage linh kiện laptop linh kiện 100. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.